Hello mọi người, chào đón mọi người đến kênh podcast official. Trường tiểu học. Tiểu học Nhân Nghĩa A1. Ủa sao không nói luôn đi má? Đang chỉ cho bà nói đó. Nhân Nghĩa A1, mọi người mong mọi người nhớ là ủng hộ nha. Ủng hộ thì sao? Rồi sao nó đó. quay rồi bên đây kiếm cơm không được. Rồi bây giờ YouTube đụng YouTube chán quá trời. Rồi mể kèo luôn. Giờ như sao? Bây giờ là giờ đọc số tài khoản đi. 0157 857 320. Ngân hàng gì mới được? Ngân hàng Techcombank. Rồi, gửi vô với nội dung sao? Nội dung là cứu trợ các thi. Dơ da. Cứu trợ các thi. Trời. Thì bây giờ mình đã có mặt ở trường tiểu học Trương Thị Sinh ở Hậu Giang nha. Đây sẽ là một điểm trường đầu tiên trong chuyến thiện nguyện hôm nay. Xong chuyện này mình sẽ qua trường khác. Và đây là anh Trường. Ông xã của bạn Nhã nha. Giờ mình vô trường. Mình vô trường nha. Dạ. Em mới ủi gì xong mày ăn gì lại gì ăn gì quá trời rồi. Nó ăn gì lại rồi. Nhã giúp rồi đèn cổng không Nhã? Dạ. Em có chụp hình cổng. Dạ, lát tới em chụp. Dễ thương không bà? Chị em gặp hiệu trưởng anh, hiệu trưởng là ai vậy? Chào em. Dạ. Hôm nay Nhã bạn thầy. Dạ. Mời mời con. Dạ. Ngồi đi chị. Ngồi Thảo. Tú ngồi đi Tú. Em đi cũng sớm à? Dạ, em đi hồi 1 giờ khuya. Cái lộ trình mình đi làm sao, mình tính đi sao à? Theo kế hoạch là em sẽ ghé bên đây rồi em qua bên Nhân Nghĩa A1. Dạ vậy thôi. Lâu lâu mình xuống đây em đỡ được nguyên buổi được không? Dạ tại vì chiều tụi em còn phải đi hát nữa cho nên tranh thủ trong buổi sáng cho xong rồi tụi em về Sài Gòn. Dạ vì cái chương trình đây tới phát quà thì cũng phát biểu này kia phát quà nó hơi gần cuối. Dạ không sao, giờ tụi em qua chào hỏi thầy thôi, với lại gặp mấy em chút xíu tụi em mua bên kia. Thầy cứ làm công việc của thầy. Dạ không sao hết. Dạ. Thầy nặng cái thầy đó. Dạ. Trân trọng cảm ơn các em rất là nhiều về cái món quà quý giá đối với cái học sinh khó khăn. Còn hồi ở trường có chút quà đó. Trời ơi. Tôi có sắp xếp đâu hết rồi. Dạ. Ra từ trường bị đây cũng bạn của cô thầy. Dạ. Là ông xã trường dạy đây, cô thầy dạy bên kia. Dạ. Thì có giới thiệu. Dạ. Thì mong rằng cũng cũng giúp đỡ trường thật sự. Dạ. Là cái chỗ thì, khó khăn rất nhiều. Giới thiệu với mọi người đây là thầy hiệu trưởng của trường mình. Dạ. Còn đây là chị Cát Thi. Dạ. Tâm Thảo, Bảo Vi và Tú Tú và em là Nhã. Dạ. Thì tất cả đây là thành viên của đoàn Lô Tô Hương Nam. Dạ. Thì đại diện đoàn đến đây để mà thật sự ra trong kế hoạch là em chỉ đi trường bên kia thôi, nhưng mà nghe thầy chia sẻ là bên đây cũng có một vài em khó khăn cho nên là em phải chia phần quà ở đây một ít để mà ai cũng được quà, mấy đứa nhỏ ai cũng được quà. Thì tụi em không dám hứa cho nó xa, thì khi mà tụi em có điều kiện tụi em sẽ về tiếp, không nhất thiết là phải đầu năm mà nhiều khi những lễ lộc gì đó mà tụi em có điều kiện có cơ hội tụi em sẽ về đây. Dạ dạ. Ở đây học sinh nó xung quanh là kinh rồi ra. Dạ. Khăn cũng rất nhiều. Cảm ơn các em là cái tấm lòng rất. Dạ. Quý. Tụi em không biết thôi, chứ biết thì cỡ ở đâu tụi em cũng tới. Dạ. Hai dạ. Chị đi. Dạ thầy mẹ. Dạ được rồi. Vậy thôi chắc xin phép thầy cho tụi em ra ngoài đó dự với mấy em xíu ha. Rồi. Dạ. Dự với cùng nhé, trường. Dạ. Dạ. Để đây đi lát mình vô mình lấy. Để nước đây lát mình vô mình lấy. Cái ở đây qua bên thì gần không anh Trường? 7 cây số nãy anh chạy. Ok. Cái đầu lộ nãy anh chạy chứ.
mày luôn. Cho tụi em qua gặp mấy em xíu. Hiểu rất cái dễ chưa? Đứng chụp hình với mấy em đi chị. Để chụp hình, để chụp hình với mấy em đi. Chụp hình nha, chụp hình nha, chụp hình cho chị Thi nha. Thấy chưa, đã nói rồi, về đây là mọi người sẽ biết cắt Thi mà. Xuống luôn đi Tâm Thảo, xuống luôn. Xuống luôn, ngựa tư xuống luôn. Đi vào cắt Thi thì thấy chưa. Lên bây giờ mình chụp từng khu nha, không sao. Ok. Rồi. Qua đây. Ai chụp vậy? Bảo ơi, Bảo chụp đi Bảo. Yeah. Đang chụp đúng không? Không hết. Rồi, đi. Ok. Dạ, dạ. Em ngồi nha. Dạ. Dạ. Bây giờ là mình sẽ... Ủa, tổng cộng bao nhiêu em vậy ta? Ủa, thầy, nếu mà tổng cộng bao nhiêu người, bao nhiêu bé vậy ta? Học sinh hả? Dạ, học sinh á. Học sinh trường đó, 130. 130 đứa. Sáng chiều luôn hả anh? Sáng chiều luôn, tại vì giống như là ở đây là trường nó nhỏ. Dạ. Ủa sao hôm bữa không báo em cái số lượng đó, em đưa cho 130 phần luôn cho nó đủ luôn. Em đưa qua có 100 mà, đúng không? Trời đó. Thôi cái đó về em gửi về sau nha, gửi về sau đi. Cười. Ảnh xài điện thoại giống chị kìa. Mày né cái cho người ta chụp hình kìa. Thì gọi. Kính thưa quý hello mọi người, bây giờ là quyên đoàn để đi vô nha. Ví dụ quyên đoàn là đi vô trong để cùng kịp giờ làm lễ, kịp giờ làm lễ khai giảng năm học 2022-2023. Nước lớn rồi kìa. Rồi, hello mọi người. Bây giờ các Thi và nguyên đoàn tới trường vô trong để kịp. Chào lại. Mọi người. Trời ơi. Rồi, ok. Để các Thi đi vô để với lại mọi người. Ồ, tội nghiệp quá. Dạ. Yeah. Đầu quá, không gặp hả? Dạ, khỏe. Dạ. Chị. Dạ, đi qua vô trường bên kia. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ thầy. Dạ. Này, nhiều chữ. Dạ thầy. Dạ.
tao quay cho bạn đi. Dạ. Để lại ngang thôi. Dạ dạ. Tụi con biết mấy chú không? Tụi con biết. Dạ. Chào mọi người. Quay mấy em nè, quay mấy cháu nè. Biết không, biết không? À. Để xin wifi đã. Để xin wifi đã. Hôm nay là trong ngày hôm nay thì thầy sẽ đọc tên các bạn ở học sinh ở khu 4. Cái hàng ghế trở lên những tập con tất cả các khối còn lại thì sẽ nhờ các anh chị trong đoàn lô tô nam sẽ xuống tới lớp trao quà cho chúng ta. Ở lớp 131 em Nguyễn Chí Bảo, em nào có tên thì chúng ta bước lên ha. Thầy ơi, mình có wifi không thầy? Thầy có. Khải, Khải. Khải, Khải ơi. Mình có wifi không thầy? Mình có wifi. 421, em Nguyễn Duy Bảo. Mình vô cái nào được thầy? Đỗ Thanh Bình. Trần Nam Đức. Nguyễn Thị Bảo Hân. Đúng không mạnh vậy? Đồng Phước Tăng Khôi. Đúng rồi. Chị có phòng chứng thầy. Đồng Phước Tăng Khoa. Vô thử cái thầy ha. Phạm Văn Lý. Phát lại gì thầy? 19. Lý dạ. Thị Quang. Lê Cao Quý. Trần Nguyễn Bảo Thi. Đúng. Mai An Quốc Tàu. Rồi xin mời chúng ta nhiệt liệt lên. Rồi xin mời các em về chỗ. Tiếp theo là các em học sinh ở lớp 42. Nguyễn Văn Nhật Thanh, Trần Quốc Khánh, Phạm Trần An Định, Lê Thị Bích Thọ, Phan Thành Hưng, tổ nữa là xin trân trọng đoàn ông Nguyễn Hoàng Nam, đoàn ông Phương Nam và các thành viên lên trao quà cho các em. Ông Nguyễn Hoàng Nam kìa lên trao quà. Ông Nguyễn là thanh nhã. Đừng có đi xa quá nha. Nguyễn thanh nhã. Mất bây giờ lên trao quà. Chắc mời gì các thi quá. Thôi được. Đại diện nữa, thầy chị với đại diện một đại diện nữa. Thi đi, làm gì? Chào chú qua cả nhà con. Chú cô qua nghe con. Rồi chị qua bên kia đi. Chị qua bên kia đi. Rồi con vô vị trí đi con. Cảm ơn con. Rồi, dạ cảm ơn chị. Dạ. Học giỏi nha con nha. Cảm ơn chú nhã. Học giỏi nha con. Học giỏi nha. Tốt nha. Học giỏi nha con. Dạ. Làm sao chú nhìn nha con. Học giỏi nha. Học tốt nha. Học giỏi nè. Học tốt nha con. Học giỏi nha con. Rồi, vô vị trí chụp hình chị Thi ơi. Rồi, chụp hình với con tắm nha. Đi cô ra làm sao, cô ra làm sao nha. Rồi, bây giờ chị xin tấm hình nha. Cảm ơn thầy, chị Cát Thi ạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi, chị, ok. Cô. Để cô qua bên đây. À, còn một lần nữa. Hello con. Bảo Vi Tú Tú. Bảo Vi Tú Tú. Dạ, đây rồi. Em cầm cái máy điện thoại 3G đúng không? Rồi. Phát từ điện thoại này á. Tốt nha. Học tốt nha không? Học tốt nha không? Rồi ok con. Rồi học tốt nha mấy con. Anh nhắn tin chị em. Ok. Chị yêu anh chị. Dạ. Rồi học tốt nha con. Rồi dạ. Rồi chụp với con tắm nha không? Rồi cho cô qua, cho cô qua. Rồi con vô. Đã con chụp. Dạ. Mình đang làm luôn, tôi muốn gì tin về kỳ với một luôn. Rồi mời tất cả các vị chỗ nha, chào hết ăn nha. Đi không sao đâu. Một lát đi bộ vô đây nè. Mình cho em cái đoàn này có thầy cô luôn. Đề nghị các em cho chào tay nha. Vỗ tay con.
có hai cái này học sinh sợ cái lên có mấy đứa. Và danh sách còn lại thì đề nghị giáo viên chủ nhiệm chúng ta nắm danh sách và sau lễ khai giảng này chúng ta đến gặp chỗ văn phòng để chúng ta nhận tập về lớp để cho đoàn đoàn lớp Đỗ Hương Anh về lớp, chúng ta sẽ trao quà tại lớp vì lý do thời gian chương trình khai giảng chúng ta có hạn. Mấy chị đứng đi nhả chuyền cho. Bây giờ mấy con ổn định đi, bây giờ cho cô với chú phát lệ nha. Đúng rồi, hai sắp mấy đứa hai. Rồi bây giờ mấy con chị thực sự bây giờ cô đọc tên những bạn nào bạn đó phải lên đây nhận quà từ của cô Cách Thi nha. Rồi, rồi bây giờ học sinh lớp 3 3 1. Đầu tiên là bạn Lạ Ngọc Anh. Lạ Ngọc Anh. Đâu? Rồi rồi bạn Ngọc Anh đây mà. Rồi cho một tên. Nguyễn Gia Bảo. Rồi lên con. Rồi Gia Bảo ơi. Gia Bảo ơi, cảm ơn. Học tốt nha con. Rồi mời em Quỳnh Đăng Khôi. Nè. Quỳnh Đăng Khôi. Rồi Tú Tú chào nè. Mời em Đoàn Ngọc Mai. Đoàn Ngọc Mai. Đoàn Ngọc Mai có không? Rồi. Ôi, quỳ hay Đoàn Ngọc Mai. Con nghe tên giơ tay lên nha con. Qua đây con. Con ba cô Vi chào con nè. Rồi mời em Phạm Hoàng Phúc. Bạn Hoàng Phúc, trời ơi. Đẹp trai quá. Thanh Vân. Giơ tay lên con, nghe tên mình giơ tay lên. Có thì mình giơ tay lên. Rồi mời em Trần Thị Xuân Mai. Trần Thị Xuân Mai. Giỏi. Ôi, chất lượng quá. Rồi mời em Lê Đặng Tường Vi. Vi trùng tên nè. Đó. Mời em Lê Thị Hoài Vi lớn, Trần Vi nhỏ, Trần Vi nhỏ. Cô đưa được kìa. Cô đó đưa đó. Rồi, vậy là hai em bắn á. Rồi mời em Quỳnh Văn Khang. Mời em Nguyễn Gia Dương Huy. Này, cái tôi. Trời ơi, con. Mời em lát ra xe cậu cho kẹo nha. Mà để ngoài xe á, không có đem cái giỏ vô. Rồi mời em Võ. Rồi, cũng vậy á, không già ha. Mày đi ra mày làm phiền người ta quá. Rồi. Anh ơi, anh uống gì anh ơi? Anh nói trắng nè. Cái anh nào? Kêu anh nào vậy má? Kêu cô này có em trai nó kêu cô còn má nó vô. Chú nào? Tự nhiên xuất tiện kỳ vậy trời. Thôi, không gõ gà không bán đâu. Gì chẳng gây người ta vậy? Anh này là ai nữa đây? Em trai của tôi. Rồi, ủa mình có cái gì vậy em? Dạ, trà sữa với bò viên. Hồi xưa là không có mấy cái này. Đúng rồi. Hồi xưa là không có cái này. Hồi xưa là có đá bảo một người rồi xịt si gô vô. Rồi bán một ly gì bao nhiêu? 5.000. Anh ơi chiên một ly em đi lấy ra được. Đó. Vậy sẽ bánh tôi bạn nha. Xíu sao em ăn anh dữ vậy? Cho chị một ly trà sữa cho bé yêu. Dạ. Dạ cho cô. Cho chú. Cho chú. Cho chú Hùng ly. Cháu ơi. Cháu ơi. Có mẹ ở nhà không? Có mẹ ở nhà không? Cho chú vào. Thảo. Thôi bây giờ. Tương tác. Ủa, quay nhã. Định hả? Mua này cho mấy nhỏ quá được không? Sao này quay nhiều. Con rùm rà quá. Ừ. Thôi vậy hôm mình. Trả tiền cho chị ly nữa. Ủa làm cho cha bé này nó gì vậy? Đẹp quá nhã rồi. Rồi từ từ con từ từ bạn làm được. Rồi. Rồi thằng áo trắng cái nãy có đưa chưa? Đưa tiền cho chị chưa? Chị uống chưa?
Rồi, cho chị ly 5 ngàn. Nè, cho anh chị. Ly của anh này nhiêu tiền em? Ly anh gì má con. Ly của chị nha, nhiêu vậy? Đó lại rồi, coi, đó lại rồi. 5 ngàn. Ly của chú 5 ngàn. Đó. Thằng này không lẽ tao đánh đòn đó, thiệt á. Em trai có ly. Người ta con gái kêu chú. Không hả? Em ơi, em có kinh nghiệm. Em đưa cái ống hút này á, mấy đứa nhỏ nó hút 3 hộp. Lấy chuyện ly mà lấy cái này với cái này. Con chụp mình lấy cô hoa hậu nè con. Bà chụp điện thoại chát nó đùm chè bà. Con chụp hình với chú hoa hậu nè. Rồi, con chụp với đồng giả cái con. Ở đây hoa hậu đi, chụp ly. Dạ, dạ giữ sức khỏe, dạ. Dạ, giữ sức khỏe nha này nha. Mọi người giữ sức khỏe nha em về. Hôm nay có gì dạ, có dịp về tiếp. Dạ, máy bay mọi người. Trời ơi, mấy anh náo nhiệt quá. Mang dạ vô. Vui quá. Mấy thiệt khùng quá trời, tôi thiệt quậy quá trời. Hai mọi người bây giờ là mình phải kết thúc để sau cái cuốn cái chuyến hành trình mà đi hỗ trợ các em có một tập vở để mấy em học tập. Và bây giờ trời ơi, các Thi uống có một miếng mà các Thi mệt quá. Bây giờ các Thi và Nhã, ủa mọi người ra xét chứ hả? Trời ơi, có mình lên túi hả? Trời ơi, bây giờ phải về để chiều nay sửa soạn biểu diễn. Hồi hôm qua giờ đi Bình Dương phải không? Đi Bình Dương là nhớ là đi Bình Dương ha. Đi Bình Dương là khoảng chiều. Đi Bình Dương là chiều ngày hôm qua. Mà cho tới sáng. Sáng hôm sau là 1 giờ sáng hôm sau mới về. Mới về tới nhà. Từ ở nhà chạy ra ngoài kia. Chạy ra khoảng 1 giờ rưỡi, 1 rưỡi 2 giờ leo lên xe đi Vị Thanh. Trời ơi, Hậu Giang quá mệt, quá đuối. Mấy má này còn được ngủ nè, mấy má này nè, phải không? Ngủ đâu. Nằm trên xe ngái khò khò. Khò ngái như heo vậy đó. Mấy caramel nó nói nó không có ngủ mọi người. Trời ơi, vừa nước đâu lấy ông nội. Công an bắt mày chết à. Rồi mày, rồi mày muốn ngồi đà nữa không? Tao cho mày ngồi. Vô giọng tiếp khách nữa nè. Mình ngồi điêu đào không mà mình làm mệt đó mọi người. Ngồi đây, ngồi đây tiếp tí xíu nha. Một lát đổi đào cho mấy thầy nữa. Đổi còn hơn. Đào đẹp, đào đẹp. Bữa nay là tuyển đào đẹp cho mấy thầy. Rồi. Còn đào xấu em cứt vô. Thằng này cũng là đào huyết của đoàn của em. Rồi ngồi tiếp cho mấy thầy mày. Rồi. Quay 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 lại nè. Ủa mà sao uống bia lạ lạ vậy? Uống bia này hơi lạ nè. Đào huyết. Em đổi đào. Đào này đào huyết của con Nam. Ngồi xuống. Em đổi đào rồi sao anh qua đây? Không phải, tại đi kiếm đào vàng vàng. Đào vàng vàng. Vàng vàng. Chán ghê, phải điều chỉnh đào nữa. Nói chung là mấy ảnh, nói chung là rất là dễ thương. Các thầy, các cô ở đây rất là dễ thương. Luôn luôn giống như là niềm nở với mình, rất là tôn trọng mình. Cho nên mình cũng không có thể nào mà phản kháng cái chuyện đó được. Cho nên mình phải ở lại, mình tí xíu dính chút thời gian bắt tay, rồi ôm này kia nọ để mình tạo cái sự thân thiết, để cho mấy thầy mấy cô biết là mình đang quý trọng mấy cô, mấy thầy mấy cô. Chứ không mấy thầy mấy cô nói trời, chứ gì nó về mẹ rồi. Thì nó hơi bị ít tình cảm quá. Trời ơi, hồi xưa các Thi đi hội chợ đó mọi người, là tới chiều ha. Tới chiều là các Thi xuống dậu Dũng này tắm nè. Có nhiều cái chỗ nó không có, nói chung là nó không có cái gì mọi người biết không? Không có chỗ tắm. Không có, trời. Cái gì quần xì nam gì trời. Mùa lố đây. Trời, không mua ai mặc má. Caramel nó kêu tôi mua quần xì. Có
quần lọt khe không? À rồi ok. Có quần lọt khe không? Quần lọt khe. Ờ là mà lọt khe. À rồi ok cảm ơn. Trời ơi, nó trả lời dạ không có. Chơi chết rồi. Tôi nghĩ dễ thương gần chết. Nó dễ thương. Quần xịp lọt khe nó không có. À, anh chị có bói không? Có gia đạo tình duyên? Dạ không. Dạ. Có bói không em? Có bói. À, em nó không coi. Tưởng nó có coi bói vô coi để quẻ. Đây. Chị ơi có bói không chị? Có gia đạo tình duyên? Dạ, có bói mình được quay phim nữa chị. Trời ơi. Kệ nó. Dạ. Dạ mai mốt ạ. À. Hết ra pin hả? Trời ơi. Tôi khổ quá, điện thoại tôi hết pin rồi. Cái thằng mập này nó không bị sạc pin cho tôi vậy chứ. Có dần đụng. Cái gì? Trời ơi, khổ tâm quá trời luôn thiệt á. Coi chừng xe lủi mày nè. Dạ. Mấy anh ơi, có coi bói gia đạo tình duyên gì không? À, không. Anh có coi bói gia đạo tình duyên gì không? À, anh không coi à. Dạ, mai cô. Dạ, giữ sức khỏe nha, giữ sức khỏe. Giữ sức khỏe nha thầy, chị thầy. Dạ. Ôm cái